Đây nhá mọi người, chinh phục một tổ hong khói ở trên cây ra đây, rất chi là bự luôn nhá. Ông đã xuống rồi người, đó là gì gớm luôn ông này, chưa chi đã đòi xuống rồi đó. Thank you.
ong xuống khá là đông rồi. Quan trọng là có mật hay không thôi. Cây này mọi người nhìn xa trông rộng luôn. Quá là đá chứ mọi người. Cây khá là bự. Rất là liều á. Cào phết rồi mùa.
Tuyệt vời luôn nhá. Ong siêu to con rùa mọi người ạ. Đây này. Wow. Cảnh thì rất chi là đẹp rồi mọi người ơi. Đây. Cảnh đẹp nhá. Mà ong còn khủng nữa mọi người ạ. Nhưng mà không biết có mặt hay không thôi. Lớp đá mọi người nhá. Bao phê. Siêu đốt nhá. Mà rất chi là phê với những tổ ong này mọi người ơi. Quá là đá luôn. Đó. Rất là tuyệt vời luôn nhá. Ong siêu bự mọi người ơi. Có là đá luôn. Kìa nhá nè. Lót ta là. Ừ.
Dùng quẹt mà quẹt nó bị hư mất rồi ấy. Xui á. Nhưng mà cũng may là ong khá là bự rồi. Quá là tuyệt vời nhá. Ong quá là bự rồi. Mà trái bắt nhá mọi người. Thôi năm nay khá là bự nhá mọi người ơi. Quá là bự luôn. Quá to quá khủng khiếp mọi người ạ. Ui. Hỏng quá đã. Mua hết màn hình của mình rồi mọi người ạ. Ui. Ông đá có trời luôn mà máy sẽ hết pin rồi mọi người. Quên thay pin nhá. Máy mình trèo quên thay pin mọi người. Thôi cắt nhanh rồi xuống mọi người. Quên thay pin rồi nhá. Ông quá bự luôn mọi người ơi. Ui bầu mật khá là căng. Mà tiếc là vẫn là nhỏ quá mọi người ạ. Đây. Đẹp đó nhưng mà bầu hơi nhỏ. Đây này. Ôi bên này thì bé xíu mọi người à. Đó. Ong mùa này chỉ có được như vậy thôi mọi người. Đó. Khá là phê nhá mọi người. Ui mật không mọi người ạ. Phấn hoa này. Đó mọi người. Ong quá là khủng luôn nhé mọi người ơi. Siêu to khổng lồ luôn nhưng mà bầu hơi nhỏ. Quá đã. Mà cảnh đẹp nữa mọi người ạ. Rừng thì khỏi nói rồi, rừng già thì mật thì chất lượng rồi. Khỏi phải chê luôn mọi người ạ. Cảnh quá đẹp luôn. Thank you.
xong nhé mọi người. Đây còn một xíu phấn này, mình sẽ lấy bỏ đi mọi người ạ. Đó, mình bắt là mình bỏ trực tiếp phấn ở trên cây luôn nhé mọi người, nên không sợ hư mật nhá. Đó. Ui, nhìn ổ ngoài được tầm chục ký mà bắt thì được chắc tầm hơn ký mọi người ơi. Mùa này thì như vậy là quá ok rồi, mới chuẩn bị vào mùa mọi người. Mật thì bao đẹp luôn nhá. Đó, mật vàng khè luôn mọi người ơi, rất là đẹp. Đó, bó đuốc này chả biết mang theo để làm gì nữa, chắc bỏ xuống rồi người ơi. Cảnh quá đẹp luôn, không muốn xuống rồi ạ. Cây này giá mà có thêm nhiều tổ ong thì quá là phê nha. Ong bu đầy luôn này.